với những tín đồ của phim hoạt hình thì có lẽ các bạn sẽ không còn xa lạ với bộ phim hoạt hình mang tên Zootopia. Và ngày hôm nay thì chúng mình đã tìm hiểu được một game vô cùng thú vị và cũng mang tên Zootopia này. Hãy cùng khám phá xem nó có đặc điểm gì giống với cả phim hoạt hình mà các bạn đã từng xem nhé. Như các bạn có thể thấy thì chúng ta đang ở trong một khoang tàu và nhiệm vụ của chúng ta sẽ phải tìm kiếm những đồ vật. Và trò chơi này thì mình nghĩ rằng sẽ rất phù hợp với cả những bé để luyện tập tiếng Anh. Bởi vì như các bạn có thể thấy ở hàng dưới chúng ta có những đồ vật bằng tiếng Anh này như là file, shopping bag, power brings hoặc là picture frame. Thì chúng ta sẽ phải đi tìm những cái đồ vật này. Thực ra thì chúng ta có thể tìm đồ vật nào mà chúng ta thấy đầu tiên chứ không cần phải theo thứ tự. Hãy cùng tìm thử bức vẽ xem nào. Đó, bức vẽ dễ nhất, chúng ta sẽ được 5.000 điểm. Ở trò chơi này thì nó tính thời gian đấy. Và khi mà các bạn tìm được càng nhanh thì số điểm các bạn đạt được sẽ càng lớn. Trò chơi này thì sẽ giúp cho các bạn nhỏ có thể rèn luyện được tiếng Anh. Và ngoài ra thì chúng ta có thể thấy giao diện rất là đẹp, rất là bắt mắt. Chúng ta có phải tìm 8 đồ vật. Và hiện giờ thì mình đã tìm được 3 rồi. Tuy nhiên thì thời gian đang trôi về những giây cuối cùng. Cố lên nào. Ấn vừa được mà đúng không? À, khi mà bạn ấn 3 lần không được thì bạn sẽ mất khoảng 3 giây để có thể bắt đầu tiếp tục trò chơi của mình. Khi mà ấn vào nút bên phải màn hình sẽ là nút gợi ý. Và mỗi bàn thì sẽ có khoảng 5 gợi ý. Chúng ta sẽ sử dụng nốt quyền ưu tiên cuối cùng. Đây rồi. Mình đã quyết định lựa chọn cách là chơi gợi ý để được số điểm thưởng từ việc sử dụng thời gian rất là ít. Mình cũng là một tín đồ của game hoạt hình. Nên là với những trò chơi mà được chuyển thể từ phim hoạt hình thì mình rất là thích. Tuy nhiên thì mình thấy ở trò chơi này nó cũng không giống như phim hoạt hình Zootopia lắm. Mà nó chỉ mượn những con vật rất là ngộ nghĩnh trong game đấy thôi. Và mục tiêu thì chắc là để các bé luyện tiếng Anh. Ở trò chơi này thì mình có tính level cho nên là khi mà bạn lên level càng cao thì số đồ vật bạn cần tìm sẽ càng nhiều. Cho nên mình đảm bảo là các bé sẽ rất là thích bởi vì giao diện thì rất là đẹp này. Có những con gấu, con thỏ rất là ngộ nghĩnh. Và ngoài ra thì các bé còn có thể học thêm được tiếng Anh nữa. Hy vọng rằng trò chơi này sẽ giúp cho các bé có những giờ giải lao thư giãn sau giờ học căng thẳng. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình đã bắt đầu với...